cả nhà. Hôm nay mình ở nhà nhưng mà gặp hôm nay là trời nó đổ mưa mưa tuyết. Ở nhà biết không, ở bên Mỹ thì mưa tuyết nó lạnh lắm, lạnh còn hơn là tuyết rơi nữa. Nhưng mà nó khi mà đồng thời cái đó, nếu mà trời có gió chút xíu nữa bắt đầu nó đóng đá. Là cả nhà thấy không, cái xe của mình là mới đi ra đi chợ về đó mà bây giờ để đây nè, còn tuyết còn nước đá nè, đây nè, không thể nào à. Đó, cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy chưa? Bây giờ mình đang suy nghĩ trời lạnh mà mưa tuyết thế này thì mình chắc mình phải nấu cái món gì mà cho nóng nóng ăn cho nó ấm bụng đây. Chắc mình nấu bún bò Huế quá. Ok. Mình đi ra sao đi bây ha? giờ mình chuẩn bị mình đi ra làm sao đây? Hồi nãy là ở phía trước nhà của mình, bây giờ mình quay ở phía sau nhà của mình. Ở nhà mình có cái đét của bên Việt Nam mình chưa là cái trái đó, che ra để che nắng che mưa đó, mình có để cho các bạn cả nhà thấy chưa. Tuyết bây giờ nó đóng đá nó chảy xuống giống đó, giờ mình đẹp không, cả nhà thấy rõ không? Nghe tiếng xào xạc của mưa tuyết nó rơi xuống không? Ở dưới đất của mình nè, giờ đi ra ngoài á, lơ mơ là té té dữ lắm luôn á, là nó trơn quá mà nó đá ra đây. Ok, giọng này là thế nào nó cũng đóng băng thôi. Đây nè, bây giờ mình chà không được nữa nè cả nhà, quá lạnh luôn. Rồi xong thôi, mình để mình vô nhà mình chuẩn bị món ăn đây. Mình đã lọc rau nè, mình chuẩn bị rau rau thơm để mà ăn nè, quế, rau răm với lại ngò gai. Mùa này thì nó chỉ có mấy loại rau này thôi cả nhà. Còn này bắp chuối nè, mình đã sắt, mình mua xong mình sắt, mình bào nhuyễn nè này kia ha. Còn thịt với lại thịt bò với lại giò, mình nhà mình thích ăn bún bò Huế thì có gân. Bún bò Huế nó cũng dễ, ai thích gì bỏ nấy. Mình thì không có, người ta bỏ huyết cho mình, không có thích huyết mình không có bỏ huyết. Mình chỉ bỏ gân với là bắp chuối bò nè, giò giò cờm ăn nó ngon ha. Đây có chả lụa nè, chả lụa thì chả lụa này mình mua chứ không phải mình làm, nó không có được ngon, nó hơi khô nên mình chỉ để ăn bánh mì thôi. Còn những này mình mua sẵn cho thằng nhỏ nhà mình, nó ăn thích ăn chả lụa mua ở ngoài. Cái này đúng mình mua cái size lớn, ăn hai lạch bún đi. Thì rau thơm ớt với lại mình có mấy sả nữa nha. Mà bún bò Huế là không không có thể nào mà thiếu sả được, sả càng nhiều thì càng thơm. Này là sa tế nè, còn gia vị thì chút nữa mình như cả nhà với mình thì mình làm gia vị mà mình không có xào mắm ruốc, tại vì thằng con của mình ở nhà nó ăn cái mùi mắm ruốc không có được, mấy đứa nhỏ nhà nó thẳng nó ăn mùi mắm ruốc được nên mình mua cái gia vị người ta bán sẵn ở chợ, cái loại cục cái loại bịch đó. Mình thì mình xài cái loại cục. Còn này là sa tế, mà sa tế đang chút ăn mình là sa tế thì mình tự làm. Mùa mùa hè người ta cho mình đất xanh đó, mình để đó, mình để mình bà mình xay nhuyễn ra mình làm mình xào nó. Nó có dịp đó thì mình làm cho cả nhà cùng xem. Còn cái này là sả sơ mầm nha cả nhà. Mình nhiều chút nữa mình chỉ cái nước chấm với lại tương, tương là loại tương phở nè. Nhà mình thì không có ai chấm bằng nước mắm ăn thịt, còn là mình làm theo kiểu của mình là mình chấm với lại tương tương phở xào với sả. Chút nữa là mình chỉ cho ra mình làm cho cả nhà thấy. Bây giờ cái nồi nước sôi mình, bây giờ trong video nồi cái nồi nước sôi mình nó sôi chưa, nó có sôi. Bây giờ đi mình bắt cái củ lửa nồi nước sôi rồi, mà hồi nãy giờ chắc hôm nay mình sao mới bắt nó lâu sôi quá cho nhà. Giờ nước sôi rồi cả nhà, giờ để mình bỏ củ hành vô nè, xả mình cắt đôi đi, mình bỏ vô, mình bỏ cùng buộc lại, mình cũng buộc lại đây nè, cái mình buộc rồi có được nó quên còn dài nè, nó cứ dài dở tính ra không, mình bỏ vô luôn. Okay. Bỏ cái nào cứng mình bỏ vô trước, bây giờ mình luộc bắp bò tại vì hay không quá thì nó nặng mùi,
nên mình bỏ vô sau đi để mình luộc bắp bò cho nó chín nè với gân. Cái món này nấu chắc cũng hơi lâu rồi, vài tiếng mà mình mở đi, còn dầu chút nữa mình bỏ vô sau. Giờ rồi mà xong rồi cả nhà, rửa cái thớt đi rồi qua mà mình đi mở vô. Một muỗng bột ngọt, bởi vì cái nồi của mình lớn nhiều, mình nêm 3 muỗng muối cà phê nè đó. Mình chỉ nêm đầu đặn cho tao, khi mà nước lèo rồi nó thấm vô cái thịt nó cũng có cái độ ngọt ngọt mặn mặn, ăn nó vừa ăn. 2 muỗng đường canh lớn đó, để bây giờ mình để cho nó mềm đi, rồi khi nào nữa rồi chút nữa nó sôi lên thì mình vớt bọt. Bây giờ mình cũng phải chờ đợi nữa cả nhà, nên bắt lại cho bữa nay cái quay. Ok, bây giờ chờ đợi nha cả nhà. Trời, cái này cái món này nó nấu nó hơi lâu chút. Trong khi chờ đợi đó thì bây giờ mình ngâm một cái bún cho nó mềm chút, mình luộc cho nó lẹ, xong mình bắt lên cho bếp nữa. Bây giờ để mình ngâm cho nó mềm, mình bắt một cái thức thao đó, mình có cái thao đẹp mà đi về phía ngoài mình hết á, mình có cái lao nhỏ đó, để ra ngoài mình lấy. Trời ơi, nước xào lèo nó sôi quá rồi sao ta? Bà Hai đâu ta? Hai ơi! Ôi. Đâu vậy? Trời ơi, nước sôi, nước sôi. Trời ơi, cái gì mà bài biện ra đây dữ vậy? Thì chờ thịt nó mềm á rồi dọn đồ trong bây giờ ra, đặng để cho thứ tự, đặng biết lấy cái nào mua trước để trước, nào ăn trước còn nào sao để ăn sao. Bây giờ dọn hết ra chưa à? Hay là có chưa nhiêu đây thôi, có nửa của cái tủ lạnh, cái bây giờ lớn bây giờ nhỏ thì để yên, cái tự gì nó đầy quá à. Chứ là bên đó là khô mắm không à, mà mình biết rồi. Trời, cái phần đó là bên Việt Nam, lúc mà về Việt Nam mua đem qua ăn á thì cái đó là biết. Với lại chút vi xà đây, còn này nè, ba cái đồ này là cả nhà, cái này là mình mua cái lúc mà nó kiểu như nó sale chút đỉnh rồi, chứ nó cũng mấy rồi mình mua với lại nó thấy nó rẻ thì mình mua, mình để đây để dành. Cá hả? Cá cua hả? Cái này cá hồi đó, Việt Nam mình kêu cá hồi đó. Để này để ăn mai mốt mình nướng, mình nướng nướng lò cho các bạn coi thử. Sang quá. Với lại mình làm gì phải không? Mình ăn bò nhúng giấm. Trời. Làm nó thịt bò. Sợ tương con... sao không chịu kêu tôi bà? Tại vì không có không sao á, cái này cũng cái chảo này nó hơi dày. Cái chảo này nó hơi dày chảo gan mà nên bắt nó cũng hơi lâu rồi. Với lại nãy đâu thấy đâu, mình ra cũng không có kêu. Bây giờ mình bắt cái chảo lên xong rồi mình chế dầu nè cả nhà. Mở cửa ra chi rồi đó, mở không được đâu, đá đóng rồi, được chưa? Coi thử coi đông đá nhiều không? Coi chừng cái lò phỏng. Không có sao đâu. Trời, đông đá dữ vậy hả? Đường nó đi đâu rồi đó. Nó trơn lắm á. Đông đá dữ vậy. Nó trơn lắm mà bé chết luôn. Ủa, đông đá ghê không? Thấy trên mấy nhà không cả nhà? Mấy nhà trắng trắng đâu, không phải tuyết đâu nha, mà đá đá đó. Đá lượm chởm và đá đó. Đóng cửa đi. Đóng cửa lạnh quá đi. Đó bây giờ nè. Rồi. Bây giờ để mình bỏ vô. Mình bỏ vô miếng hành mình phi cho nó thơm. Mình ít qua bên đây mình ít có xài tỏi lắm. Tỏi nó, mình cảm thấy nó hôi hôi. Ăn nhiều nó hôi mình ăn hành. Mình thường thường là mình xài cái thích hành, cái củ hành của hành lá đó. Mình xài cái lá rồi còn cái đó mình để lại, bây giờ mình ướp vô thịt. À là mình phi thơm đồ, thơm lắm cả nhà. Cái món này là đơn giản lắm, nhưng mà chỉ có nhà mình là thích cái loại này, chứ
Thường thường á, giờ hành nó thơm nó vàng, mình bỏ xả vô kèm theo mình hương, phải nhiều thì bỏ nhiều đó, mình bỏ chừng muỗng xả mình phi cho nó vàng lên. Không có chiếc đâu. Bây giờ mình nghe có mùi xả nè, thơm rồi đó. Này rất là đơn giản nha, mà ăn thì nó ngon lắm. Đúng mình cái chấm tương này lắm nha bà. Ok, mình để tương vô cái tương nó đó. Đó, mình chế tương vô mình xào. Nhưng mà khi mình xào tương này nghe các bạn, mình xào cái lửa nó hơi nhỏ nhỏ. Tại vì sao? Nó sẽ làm cho tương mình nó lửa lớn quá tương mình nó sẽ đắng. Còn cái này là cái mình tiết kiệm mà. Tương này cái chai tương cũ, còn cái xíu thay vì mình pha nước thì mình bỏ vô mình xúc. Mình xúc cái chai mình xài lại. Quậy lên cho nó thơm. Đấy, chứ mình để thêm tương. Cái này nguyên cái nồi bún nó hơi bự nên chắc mình phải làm cho nó nhiều nhiều một chút. Vậy là xong hả? Không, không còn còn sôi lên rồi phải nêm sơ qua một cái cho vô chút muối. Với lại chút xíu đường. Nó sôi lên là nó xong rồi. Nhưng mà cái món này mình không biết sao chứ mình thích ăn bún bò Huế với cái món này, chứ chấm với cái này chứ mình không thích chấm với nước mắm. Nhưng mà phải có xả nha cả nhà. Bây giờ là tương nó sôi nè cả nhà thấy không? Sôi bắt đầu giờ mình cho vô chút xíu muối. Nửa muỗng muối nha. Nó không có mặn đâu. Tại vì tương nó cũng ngọt ngọt à. Mình cho vô cũng nửa muỗng đường thôi cho nó cầm lại thôi. Vậy là xong. Bây giờ mình chỉ chờ nó sôi đều lên, cái nó hơi rặt lại xíu là được rồi. Nếu mà cả nhà muốn ăn cho nó đậm, nó sạch á thì bỏ thêm cái tương nhiều. Còn mình tiết kiệm thì mình bỏ nước nhiều một chút. Vậy là xong rồi, cả nhà xong cái món nước trắng của mình rồi đó. Cả nhà thử coi ngon lắm luôn á. Trong khi chờ đợi đó cả nhà, mình bắt nồi nước sôi lên là mình luộc bún. Bún này mình đã ngâm trước rồi cho nó mềm á, luộc cho nó lẹ. Nhưng mà cái bún này nói với cả nhà nghe là luộc nó cũng lâu đó. Ok, chừng nào mình đợi chút xíu, hồi nãy mình mới thử cục bắp bò nó còn cứng. Thì đấy nó mềm cái là mình bỏ giò vô là mình có được miếng bánh mì ấy. Cái chờ nó cả nhà. Ok, giờ xong rồi đó. Phải giờ chờ luôn. Chờ một chút xíu nữa cho bún mình dớt ra cho cả nhà xem. Đây thì mình có cái tống rồi đó, mình sợ nó bị nghẹt á, nghẹt mỡ nghẹt dầu rồi mỗi lần kêu người ta lại sửa tốn tiền. Mình ra lúc nào mình cũng có một cái bịch, mình để lót vô miếng giấy và mình bỏ vô cái tô, mình vớt mỡ dầu mình bỏ vô trong đây thì xong xuôi rồi nó ăn xong rồi mình nên mình giục, không có đổ tới cho nó dơ tống dơ nhà. Bây giờ là bún xong rồi, mình tắt đi. Cái mềm này là cả nhà mình nhìn nè. Đó, chưa? Để mình xử cái thịt nha. Cái thịt sôi cũng vừa mềm tới nè. Xử cái thịt nè. Mình xử cái thịt nó vô. Bây giờ để mình bỏ giò. Bỏ vô nè. Biết không, hồi đó mà tôi mới qua đây mà 20 năm về trước á, mà nếu mà tôi muốn ăn một tô bún bò Huế á, mà tôi ở đi Quy Ta á, là phải quýt kèm nha, mà phải special order nha bà. Okay. Chứ không phải là giờ mà được ăn ở nhà đâu nha. Ok, giờ bỏ vô nữa luôn nha, một nửa vô cho nó mềm nên rồi chừng nào nữa ăn nữa bỏ nữa, chứ bỏ này nhiều quá ăn nó mềm không có ngon. Ok, bún sao ăn bỏ vô trong đủ lạnh ăn cho máy đi. Giò mà bún bò Huế nó khác rồi, bún giò heo. Bún giò heo, cái món bún giò heo thì nấu heo cái giò nó mềm lắm, nó ngon. Còn bún bò Huế thì cái giò nó hơi giòn giòn, không biết ngon. Bây giờ để xả bún nè, thả vô xong rồi về cho nó mềm giò đi. Trời
Dạ đây sao đúng. Ok. Rồi. Bây giờ cái nào bún của mình nó xong rồi cả nhà. Bây giờ mình qua mình múc nha, mình bài bị nhà cùng thử với mình nha. Hồi nãy mình cũng có nói với cả nhà đó là cái nước nêm của mình nêm rồi. À, mình nêm bằng cái bột nêm này nè. Mình có loại cục cũng được hay là cái bịch cũng được, nhưng mà tự vì nhà mình hồi nãy mình kiểm tra lại hết rồi, còn cái bột xúc này thôi nó cũng được. Rồi bạn muốn có gia vị đậm đà thì thêm miếng mắm ruốc hay nước mắm vô, tự vì con mình không ăn mắm ruốc được. Bây giờ để mình cho các bạn xem nha. Cái này nó hơi căng, lúc nào nhà mình nó tự vì đông người mình nấu cái đầu nó cũng bự mà cũng nhiều cả nhà. Đây giò nè, giờ chín tới nè, thấy chưa, mình vớt cái hoa bắp bò lên, bắp bò đó. Đây qua cái chừng văng nha, đó nó cũng chín rồi nè, thấy chưa cả nhà, ngon ghê chưa, nó săn rồi. Rồi bây giờ mình múc cái tay bún trước đi, múc nước bèo trước nè. Mình sắc, mình lấy thịt ra mình sắc lên một miếng lên lên cho cả nhà dùng ha. Đó thấy ngon chưa, bạn nào muốn cái màu đỏ thì bỏ thêm màu gạch cơm đó, cái màu đó thì ăn hồi chút nó dính cái chén cái tô rửa ra nó cực, mình cũng không thích lắm. Để mình coi cục giò nào mình vớt được lên đây, vớt chiếc đũa rồi. Ok, mình lấy cục giò cườm đi, mình thích giò cườm. Không biết nó hơi nhiều ha. Ok, ở đây mình qua mình sắc thịt, mình lấy thịt ra mình sắc. Và bây giờ mình sắc thịt nè, mình sắc thịt bò rồi mình bỏ vô. Món này thì tùy theo người, có người thích ăn huyết bỏ huyết, thích ăn chả chiên bỏ chả chiên, thích ăn nói chung là thích ăn cái gì bỏ vô cái đó, nhưng mà nhà mình chỉ thích ăn giò với lại bắp chuối bò thôi. Hai cái món này là ăn ngon, bỏ vô bún bò quế ăn nó ra. Rồi bắt đầu mình bỏ vô cái tô bún sắp lên và mời cả nhà dùng nha. Đẹp không cả nhà? Ok. Sao có ba muốn ăn giò cơm hay giò nạc? Giò nạc thì tôi đổi cục giò nạc cho. Thôi cũng được rồi, vậy đi. Ok, vậy đi ha. Rồi qua bỏ rau, bỏ hành ngò. Để mình bỏ hành ngò bỏ đây. Đây. Rau thơm. Đó. Hay mình bỏ tiêu nữa. Chưa có chuẩn bị gì hết. Đó, thấy chưa cả nhà? Cho ngủ ớt sẽ tới luôn. Sorry nha. Mình ăn ớt sẽ tới không được. Mình làm được nhưng mà mình ăn không được, tại vì nó cay quá. Cái mình chế ra là nó cay lắm nha cả nhà. Bây giờ để mình bỏ lên. Ok. Hai xong rồi hai. Món bún bò quế của mình đã hoàn tất á. Giới thiệu món chấm ngon của chị Hai. Nước ngon đây, nước chấm ngon đây. Trời ơi. Các bạn nếu mà các bạn cứ thử đi. Thử ăn làm cái món nước chấm này, ăn thử với món bún với thịt, chấm với thịt rất là ngon.
Còn nếu mà bạn nào không thích thì cứ việc chấm với nước mắm, có nhiều bạn chấm với mắm ruốc, nhưng mà đặc biệt gia đình mình là chỉ chấm với lại tương ngọt xào xào xả thôi, không có ăn đó là đặc sản của gia đình mình đó. Đây cục giò cơm nè. Thì cuối cùng một chúc cả nhà một ngày mới thật là vui và tràn đầy hạnh phúc. Mong cả nhà đó là vô xem video của mình đó là cho mình một cái like, một cái subscribe để mình có nghị lực mình làm thêm video mới. Chào tạm biệt, chân thành cảm ơn cả nhà.